Phẩm tánh Như Lai, phẩm thứ tư, phần 3. Phật dạy: Thiện nam tử, theo kinh Đại Niết Bàn Vi Diệu này, có bốn hạng người có thể ủng hộ chánh pháp, kiến lập chánh pháp, nghĩ tưởng đến chánh pháp, có thể thương xót và làm lợi ích nhiều cho thế gian, là chỗ nương theo cho thế gian, làm cho loài người và chư thiên đều được yên vui. Bốn hạng người ấy là những ai? Thứ nhất là những người ra đời có đủ tánh phiền não. Thứ nhì là các vị Tu Đà Hoàn và Tư Đà Hàm. Thứ ba là các vị A-na-hàm. Thứ tư là các vị A-la-hán. Bốn hạng người này xuất hiện ở đời có thể thương xót và làm lợi ích nhiều cho thế gian, là chỗ nương theo cho thế gian, làm cho loài người và chư thiên đều được yên vui. Sao gọi là có đủ tánh phiền não? Như người có thể vâng giữ giới cấm, đầy đủ các oai nghi, kiến lập chánh pháp, theo Phật nghe pháp, hiểu được nghĩa lý rồi phân biệt giảng rộng với người khác. Chẳng hạn như nói rằng, ít ham muốn là hợp đạo, nhiều ham muốn là trái đạo. Giảng rộng 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân như vậy, đối với kẻ phạm tội, liền dạy họ phát lộ sám hối để diệt trừ tội lỗi. Hiểu rành những phép phương tiện và sở hành bí mật của Bồ Tát, gọi là phàm phu thì chẳng phải là người có đủ 8 điều giác ngộ. Người có đủ 8 điều giác ngộ thì chẳng gọi là phàm phu, gọi là Bồ Tát, chẳng gọi là Phật. Hạng người thứ nhì là các vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm. Các vị này nếu được chánh pháp, thọ trì chánh pháp, theo Phật nghe pháp, liền y như chỗ đã nghe mà ghi chép, thọ trì đọc tụng, đem giảng giải với người khác. Như với các vị này mà bảo rằng nghe pháp rồi chẳng ghi chép, chẳng thọ trì, chẳng đem giảng giải cho người khác, lại nói rằng Phật cho phép chứa chữ nô tỳ, những vật bất tịnh đều là chuyện vô lý. Như vậy là hạng người thứ nhì. Các vị này chưa được như hạng người thứ ba. Được như hạng người thứ ba gọi là Bồ Tát đã được thọ ký. Hạng người thứ ba là các vị A-na-hàm. Nếu bảo rằng các vị A-na-hàm phỉ báng chánh pháp, như nói Như Lai cho phép chứa chữ nô tỳ, tôi tớ, những vật bất tịnh, hoặc nói các vị thọ trì kinh sách luận thuyết của ngoại đạo, hoặc nói các vị bị phiền não khách trần ngăn trở, bị các phiền não từ trước che lấp, hoặc nói các vị giấu giếm xá lị chân thật của Như Lai, hoặc nói các vị bị các bệnh ở ngoài gây não hại, hoặc bị rắn độc bốn đại xâm tổn, hoặc nói các vị theo luận thuyết chấp ngã, đều là những việc vô lý. Nếu bảo rằng các vị A-na-hàm giảng thuyết pháp vô ngã, đó là việc có lý. Nếu bảo rằng các vị giảng lẽ chấp trước theo pháp thế gian, đó là việc vô lý. Nếu bảo các vị giảng pháp đại thừa tiếp nối chẳng dứt, đó là việc có lý. Nếu bảo rằng các vị A-na-hàm có cái thân chứa 8 vạn loại trùng, đó cũng là việc vô lý. Nếu bảo rằng các vị đã vĩnh viễn xa lìa sự dâm dục, cho đến trong giấc mộng cũng không phạm việc bất tịnh, đó là việc có lý. Nếu bảo rằng các vị A-na-hàm đến ngày lâm chung sanh lòng sợ sệt, đó cũng là việc vô lý. Vậy A-na-hàm có nghĩa là gì? Như trước đây ta có nói, bậc A-na-hàm chẳng còn trở lại thế gian này, những lỗi lầm tai hại từ trước chẳng còn có thể nhiễm ô. Nếu vị ấy còn tới lui ở cõi thế gian này, đó gọi là Bồ Tát đã được thọ ký, chẳng bao lâu sẽ được thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đó là hạng người thứ ba. Hạng người thứ tư gọi là A-la-hán. Vị A-la-hán là người đã dứt hết phiền não, đã chút bỏ gánh nặng, đã được sự lợi ích cho mình, đã làm xong việc phải làm, trụ ở địa vị thứ 10. Bậc ấy được trí tự tại, tùy theo sự ưa thích của chúng sinh có thể thị hiện ra mọi thứ hình sắc ảnh tượng. Như chỗ trang nghiêm của vị này, nếu muốn thành Phật đạo, liền có đủ khả năng để thành, có thể thành tựu vô lượng công đức như vậy, nên gọi là A-la-hán. Đó gọi là bốn hạng người xuất hiện ở đời, có thể thương xót và làm lợi ích nhiều cho thế gian, là chỗ nương cậy cho thế gian, làm cho loài người và chư thiên đều được yên vui. Các vị này đều là bậc tối tôn tối thắng trong cõi trời người, không khác gì Đức Như Lai, gọi là bậc cao chỗi trong loài người, tức là chỗ quay về, nương theo của cả nhân loại và chư thiên. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, nay con chẳng nương theo bốn hạng người ấy, vì sao vậy? Như trong kinh Cổ Sư La, Phật dạy ông Cổ Sư La rằng, như có thiên ma hay phạm thiên vì muốn phá hoại, nên biến ra hình Phật có đủ 32 tướng tốt trang nghiêm, 80 vẻ đẹp, hào quang chiếu quanh một tầm, khuôn mặt tròn đầy như trăng rằm sáng rỡ, có lông trắng ở khoảng giữa hai chân mày, màu trắng như ngọc, như tuyết. Nếu có người hình thể trang nghiêm như vậy đi đến chỗ ông, thì ông nên xét kỹ xem là thật hay là giả. Khi biết rõ là ma giả dạng rồi, thì nên hàng phục nó. Thế Tôn, bọn ma ấy có thể hóa làm thân Phật được, huống chi là các thân như A-la-hán, A-na-hàm,
của bốn hạng người trên hoặc những việc như nằm ngồi giữa không trung, hông trái phun nước, hông phải phun lửa, thân thể tuôn ra khói lửa như một đám lửa. Vì nhân duyên ấy, với những hạng người này con chẳng sanh lòng tin, hoặc như có thuyết giảng điều chi, con cũng không thể nhìn nhận, cũng không sanh tâm cung kính mà nương theo họ. Phật dạy, thiện nam tử, đối với những điều chính ta giảng thuyết, nếu có lòng nghi, con chẳng nên nhận. Huống chi là với những hạng người ấy, cho nên phải khéo phân biệt biết rõ là điều lành hay dữ, nên làm hay chẳng nên làm. Nếu được như vậy thì sẽ thọ hưởng sự yên vui lâu dài. Thiện nam tử, ví như con chó hoang, ban đêm vào nhà người ta, kẻ tôi tới nhà ấy, nếu hay biết được, liền đuổi mắng rằng, mày mau đi khỏi đây, nếu mày chẳng đi ngay ta sẽ giết mày. Chó hoang nghe vậy liền bỏ đi không dám trở lại. Từ nay trở đi các ông cũng nên làm như vậy để hàng phục ma 3 tuần. Nên nói như thế này, 3 tuần nay ông không nên biến ra hình tượng như vậy, nếu ông còn cố ý hóa hiện như vậy nữa, ta sẽ dùng 5 sợi dây mà trói buộc ông. Mà nghe lời ấy ắt sẽ ra đi, cũng như con chó hoang kia, không còn dám trở lại